bò đen đồng trắng. Mỗi gia đình trong làng đều nuôi bò. Bò có thể cày ruộng và kéo xe. Nhưng dân làng đặc biệt kiêng kỵ. Gia đình nuôi bò đen có đốm trắng trên trán. Bởi vì họ nghĩ nuôi một con bò như vậy sẽ mang lại thảm họa cho chủ nhân. Mà con bò của nhà Lưu lão hán vừa mới sinh ra một con bò đen đốm trắng như vậy. À. Ôi, làm sao có thể sinh ra thứ không may mắn này? Bò đen đốm trắng mắc dây đen cười quá không may mắn. Phải, nghe nói mấy con bò nhà trụ tử ở làng kế bên mấy năm trước cũng sinh ra một con bò đen đốm trắng như vậy. Kết quả là xui xẻo, thảm họa liên tục. Tôi cũng nghe rồi. Cho nên người xưa nói đều có đạo lý nhất định. Con bò này không nuôi được. Ông già, chúng tôi không thể nuôi con bê này. Ừ. Ngày mai tôi sẽ tìm người đến giết. Hắn tỉnh rồi. Ô, anh chàng này đang chào tôi sao? Trương lão bá tốt bụng và tiểu ngưu nhìn nhau. Đôi mắt trong veo của chú bê khiến trái tim ông tan chảy. Thế là lòng thương hại, muốn cứu mạng hắn. Lão Lưu, ông sẽ không thật sự muốn giết chú dê này đâu. Con bê mới sinh. Tất nhiên, tôi không thể vì anh chàng này làm cho gia đình tan nát đi. Thật không may mắn khi một con bò đen có đốm trắng lại đeo thắt lưng đen và mỉm cười. Loại lời này ngươi cũng tin? Tất cả đều là mê tín. Loại chuyện này thà tin là có hay không tin là không có. Một khi anh ta thực sự mang đến thảm họa, đến lúc đó sẽ quá muộn. Vâng, hãy xử lý nó càng sớm càng tốt. Bò đen đốm trắng không may mắn. Này bò hình như rất không nỡ. Nếu các người không muốn con bê này, vậy thì bán nó cho tôi đi. Ông Trương, ông không đùa chứ? Loại bò này ai cũng tránh không được. Tại sao bạn vẫn muốn nó? Lão Trương, bao giờ rồi? Tôi không đùa đâu. Tôi thực sự muốn nuôi nó lớn lên. Ông điên rồi. Đây là bò đen đốm trắng, rất xui xẻo. Lão Trương, tôi không tìm cái ác này. Con bê này có duyên với tôi. Tôi nuôi rồi. Thế thôi. Trương lão bá đem con bê đen đốm trắng này về nhà và đặt tên cho bê con là Cu Dâu Câu. Bê con dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ông Trương lớn lên rất nhanh và trở thành con bò đực mạnh nhất trong làng. Ai đây? Con bò này của ông Trương rất khỏe. Nhưng con bò khác 3 ngày mới có thể hoàn thành công việc. Anh ấy đã làm xong trong một ngày. Không thể tìm thấy trong vòng 100 dặm một con bò khỏe mạnh như vậy. Lúc trước anh còn nói con bò này mặc đồ đen sẽ mang lại xui xẻo. Kết quả để ông Trương nhặt được một món hời lớn. Không phải lúc đầu bạn cũng nói con bò này không tốt sao? Đúng vậy, bò đen đốm trắng là đại diện cho vận rủi. Nhưng bạn xem ông Trương đã nuôi nó mấy năm rồi. Không những không gặp phải chuyện gì xấu, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Có lẽ đây là một trường hợp đặc biệt. Tiểu Ngọc, đất của nhà bạn đã được cày xong chưa? Sao về sớm vậy? Đừng nhắc đến con bò vàng lớn của nhà tôi bị bệnh. Tôi đang chuẩn bị đón một con bò để giúp. Nhưng bây giờ nhà nào cũng cần trâu bò để cày đất. Này, tôi đang nghĩ cách đây. Đừng lo, ngày mai để Hắc Tử nhà tôi đi giúp bạn cày đất đi. Chào bác. Đất nhà bạn không cần cày sao? Đất nhà tôi vừa mới cày xong. Hắc Tử mạnh lắm. Công việc này sẽ sớm hoàn thành thôi. Thật tuyệt vời. Ông Trương đã quyết định như vậy rồi. Sáng mai tôi sẽ gặp bạn. Giúp tôi. Ha ha, không thành vấn đề. Ngày hôm sau, Trương lão bá liền mang theo Hắc Tử đến chân núi, sẵn sàng giúp trồng trọt. Sức mạnh của Hắc Tử của Nhiên rất lớn. Chẳng bao lâu nữa đất đã hoàn thành hơn một nửa. Ông Trương, con bò này của ông thật sự rất giỏi. Nửa ngày gần như đã theo kịp rồi. Lúc trước các ngươi đều nói con bò này không may mắn. Bây giờ hối hận đi. Tôi thấy người hối hận nhất vẫn là Lưu lão. Bác sớm biết con bò này tốt như vậy, lúc đầu không nên bán cho bác. Ha ha, tôi đã nói rồi. Bò đen đốm trắng gì? Đeo đai đen và mỉm cười. Tất cả đều là mê tín.
Ôi, Hắc Tử, anh ta bị sao vậy? Hắn muốn chạy trốn sao? Hắc Tử, sao cậu lại chạy? Chờ đã, tôi sẽ đuổi kịp anh ta. Cậu đi đâu vậy? Khi ba người chạy ra khỏi cánh đồng để đuổi theo Hắc Tử, trên núi có tiếng động chói tai. Sau đó, ngọn núi vỡ ra như một con quái vật, đổ ngập cánh đồng vừa rồi. Chuyện gì thế này? Cánh đồng của tôi không còn nữa, cứ như vậy biến mất. Làm sao có thể như vậy? Làm sao một chuyến đi leo núi có thể tiếp tục nếu mọi thứ đều bất ổn? Nhờ có Hắc Tử tiên đoán được nguy hiểm, nếu không chúng ta cũng gặp nhiều xui xẻo. Thảm họa này không phải là do anh ta mang đến sao? À, anh nói gì? Làm sao ngươi có thể đổ lỗi cho Hắc Tử? Tôi thật hối hận vì đã để anh ta đến cày ruộng. Ngươi nói như vậy cũng quá đáng. Thảm họa bất ngờ khiến dân làng bàn tán. Họ đồng ý thảm họa này là do Hắc Tử gây ra. Vì vậy, khi người dân trong làng nhìn thấy họ, họ không thể tránh được. Ông Lưu, ông đi đâu vậy? Mấy ngày trước đi bộ trên núi đã phá hủy rất nhiều cây cối. Chúng tôi đi lên núi kéo cây bán cho người bán gỗ trong thị trấn. Có cơ hội làm giàu này. Sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Tôi cũng mang theo Hắc Tử đi. Lão Trương, đừng mang Hắc Tử lên núi nhé. Anh biết không? Trong làng đều nói, lần này đi núi chính là tai họa do Hắc Tử nhà bạn gây ra. Hamaom, không có bằng chứng. Sao họ có thể nói vậy? Loại chuyện này thà tin là có hay không tin là không có. Bạn đừng mang theo Hắc Tử lên núi nhé. Nếu không thì cho dù anh đưa anh ta lên, mọi người cũng sẽ đuổi các người đi. Tôi đi đây. Hãy nhớ những gì tôi nói. Ông Trương nhìn bóng dáng mọi người rời đi, trong lòng rất không vui. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định mang theo Hắc Tử lên núi. Hắn tránh người trong làng, chọn một con đường nhỏ hẻo lánh vào rừng núi. Con đường này lâu rồi tôi chưa đi qua. Nếu không phải trước đây đi qua thì căn bản không tìm được đường. Wow, nhiều cây quá. Haha, những cây này có thể bán rất nhiều tiền. Hắc Tử, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ chặt mấy cành cây này. Lát nữa tiện chuyển lên xe. Này haha, thu hoạch lớn. Cái gì đây? Đây là dấu chân của gấu. Một dấu chân lớn như vậy. Trời ơi, con gấu này không nhỏ đâu. Trước đây tôi nghe nói khu rừng này có gấu, cho nên mọi người đều không dám đi con đường này. Bây giờ xem ra là thật. Sau khi ông Trương nhìn thấy dấu chân gấu khổng lồ này, không thể không hít một hơi. Hắn đang muốn nhìn xung quanh thì đột nhiên nghe thấy không xa truyền đến một tiếng. Âm thanh gì vậy? Gấu đen to quá. Nhưng vẫn chưa đợi ông Trương tỉnh lại, vai của hắn đột nhiên thấy nặng trĩu. Thân thể như một bó nhỏ, giống như Maggie bị gió mạnh hất lên, ngã trên mặt đất cách đó 2 mét. Trời ơi, tôi không đứng dậy được. Ôi, đau quá. Kết thúc rồi, hôm nay thật sự chết rồi. Trương lão bà đã cảm thấy tuyệt vọng. Hắn biết ngay cả khi hắn kêu cứu, dân làng chở gỗ trên núi cũng không có cách nào lại lập tức tới đây. Mà con gấu đen này cách mình rất gần. Hắn chỉ cần một cái tát nữa, bạn có thể tự đặt mình vào chỗ chết. Tôi... Gấu đen nhìn thấy một con bò dám vào nhà trước mặt mình, có vẻ rất tức giận. Hắn muốn cắn chết nó. Mà vết đen Hắc Tử đối mặt với gấu đen nhào tới cũng không tỏ ra yếu đuối. Hắn cúi đầu nhìn nhau, trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí trắng. Mãi cho đến khi gấu đen sắp nhào vào bên cạnh mình, không dám kêu lên, lắc một đôi sừng nhọn để đối đầu. À,
Cứu, cứu. Ở đây có gấu. Hãy đến cứu tôi. Ở đây có gấu. Lại đây nào. Bởi vì ở cùng với gấu đen. Tiếng hét của ông già Trương. Chẳng mấy chốc, dân làng vận chuyển gỗ gần đó sẽ tìm đường. Có người đang cầu cứu. Chúng ta nhanh qua xem đi. Ôi, thật là một con gấu đen lớn. Ông Trương, ông không sao chứ? Tôi không sao, mau đuổi con gấu đen này đi. Mọi người đừng sợ, chỉ cần đoàn kết, hắn sẽ sợ chúng ta. Đừng để hắn chạy, đuổi theo. Đừng đuổi theo nữa, nếu nó thực sự khiến anh ta vượt qua bạn để tấn công, chúng ta cũng sẽ có thương vong. Hay là mau đi quan tâm lão bà đi. Trương, anh không sao chứ? Tôi không sao, tôi chỉ bị thương một chút. Nếu không phải kẻ điên bỏ mạng để bảo vệ tôi e là mạng tôi sẽ giao cho con gấu đó. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Thật là một con bò tuyệt vời. Bò đen đốm trắng thật là trung nghĩa vô song. Kể từ đó, trong làng không còn bò đen đốm trắng nữa. Đeo đai đen khiến bạn cười nữa. Thay vào đó là bò đen đốm trắng. Mức độ trung thành của động vật với chủ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Họ từ lâu đã coi bạn như người thân của họ. Ngay cả khi gặp nguy hiểm, hy sinh mạng sống của mình cũng không tiếc. Lắp TV sản xuất những câu chuyện về tình yêu và đời sống. Nam mô A Di Đà Phật.